Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin nhỏ giọt về kỹ năng của môn phái thứ 23 tại server Trung Quốc, đó chính là phái thần cơ. Đây các bạn đang xem cái giao diện đăng nhập vào game và mình đã cập nhật phiên bản mới rồi. Thì hôm nay ngày 4 tháng 9 ở bên server Trung Quốc đã chính thức công cái bản cập nhật cho cái phiên bản này và cũng đã có một số thông tin nhỏ giọt về kỹ năng của môn phái thần cơ và mình sẽ thông tin đến cho các bạn sau đây. Ở đây nó ghi rất là nhiều các bạn ạ, nhưng đại loại các bạn sẽ hiểu đó là thần cơ là môn phái điều khiển rối để tấn công kẻ địch, cũng như đây là môn phái đầu tiên sở hữu kỹ năng đánh trên không nha các bạn. Đây là môn phái đầu tiên sở hữu những kỹ năng đánh trên không. Nó đánh trên không như thế nào thì các bạn sẽ xem tiếp video. Mình sẽ quay trở lại cái màn hình đăng nhập này một tí nha. Ở đây thì nó đã làm thay đổi cái đồ họa rất nhiều trong phiên bản này. Và chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm rất mới và phải yêu cầu cấu hình máy các bạn tí nha. Rồi đăng nhập vào chúng ta sẽ thấy được một cái biểu tượng của môn phái thứ 23 đây các bạn, đó chính là phái thần cơ. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa cho mình vào được cái môn phái này. Chắc chắn là trong khoảng 2-3 ngày nữa chắc chắn mình sẽ test được cái môn phái này và sẽ có những thông tin chi tiết về kỹ năng của môn phái thần cơ. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn 5 cái kỹ năng cơ bản của môn phái này, sẽ gồm một kỹ năng đánh thường và 4 kỹ năng chủ động. Đây là chiêu đánh thường của môn phái thần cơ, nó có tên gọi đó là thần cơ phi nhẫn. Nó sẽ ném cái lưỡi dao về phía mục tiêu, đây là con dao hai lưỡi nha các bạn, hai đầu về phía mục tiêu và đây là cái môn phái đánh tầm xa. Rồi kỹ năng chủ động đầu tiên của môn phái thần cơ, đây các bạn, nó sẽ có tên gọi đó là khôi lữ ưng khách. Khôi lữ ưng khách, ưng là con đại bàng á các bạn ạ. Thì cái kỹ năng này nó có tác dụng đó là nó sẽ tạo ra một con đại bàng bằng gỗ và con đại bàng này có thể tấn công tại chỗ và búp những cái trạng thái cho cái nhân vật chính. Và những trạng thái đó là những trạng thái gì thì ở đây chưa có thông tin nha các bạn ơi. Mình chỉ có được cái hiệu ứng kỹ năng của nó rồi cách đánh của nó hình ảnh như thế này thôi. Rồi đó là kỹ năng đầu tiên. Cái kỹ năng thứ hai của môn phái thần cơ, ở đây các bạn ạ, nó có tên gọi đó là ưng kích trường không. Đó các bạn, thấy không? Ưng kích trường không. Đó là con đại bàng tấn công trên không. Thì mình hiểu như vậy. Và kỹ năng này thì nó sẽ có tác dụng đó là điều khiển con đại bàng gỗ lao về phía kẻ địch và gây sát thương. Đó, đây là môn phái điều khiển rối mà các bạn, tạo ra một con đại bàng bằng gỗ, điều khiển nó lao về phía kẻ địch và gây sát thương. Đây các bạn, đây là chiêu thứ hai. Và kỹ năng thứ hai này nó có thể tích dồn nha các bạn, nó có thể tích dồn và nó cần điểm nội tại để kích hoạt. Nó giống như long tước đó các bạn ạ. Tiếp theo kỹ năng thứ ba đây các bạn ạ, đây là kỹ năng thứ ba của thần cơ. Và kỹ năng này nó có tên gọi đó chính là lăng phong tùy ảnh. Đó, lăng phong tùy ảnh. Nó sẽ điều khiển con đại bàng gỗ tạo ra một cơn lốc xung quanh liên tục và gây sát thương xung quanh những cái kẻ địch xung quanh. Vẫn là những cái chiêu trò điều khiển rối cơ các bạn ạ. À. Đó. Rồi tiếp theo kỹ năng cuối cùng là kỹ năng đánh trên không đây các bạn. Đây kỹ năng này nó sẽ có tên gọi đó là hóa vũ thừa không. Hóa vũ thừa không có nghĩa là cưỡi cưỡi gió trên không đó các bạn ạ. À. Thật ra đây là cưỡi một con đại bàng bằng gỗ. Rồi, kỹ năng này nó sẽ có tác dụng đó là nhảy lên lưng một con đại bàng sẽ gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi tầm nhìn. Đó chính là 4 kỹ năng chủ động của môn phái thần cơ và một kỹ năng đánh thường các bạn có thể xem. Hiện tại thì chi tiết thông tin những cái thông số thuộc tính, những cái thời gian delay rồi tích nội tại như thế nào thì nó chưa có thông tin nha các bạn. Mình phải đợi vào được game, mình phải đợi cái môn phái này nó xuất hiện trong game thì mình mới có thể dịch được. Rồi, ngoài ra thì nó còn xuất hiện thêm trong cái bản cập nhật này đó chính là tàn kiếm nữ đây các bạn ạ. Đây là môn phái hệ kim tàn kiếm nữ và theo thông tin của mình thì tàn kiếm không có chỉnh sửa gì ở kỹ năng cả, do đó việc thêm một cái ngoại hình nữ như thế này thì mình không biết là có nhiều anh em về chơi tàn kiếm hay không, tại vì tàn kiếm khá là lép vế so với những môn phái khác hiện tại các bạn ạ. Đây là tàn kiếm nữ, nói chung nhìn rất là sexy các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất là không khả quan cho môn phái này. Nhưng mà thần cơ thì nhìn có vẻ ổn, tại vì kỹ năng bay trên không này của thần cơ sẽ né được đòn của những người khác nha các bạn, không bị đánh trúng.
cũng như là cái kỹ năng đầu tiên đây các bạn ạ. Kỹ năng này sẽ giúp búp những cái trạng thái hiệu ứng, có thể là miễn dịch hiệu ứng cho thần cơ. Thì môn phái này được đánh giá là môn phái có khả năng công thủ rất là toàn diện, nhưng mà không biết như thế nào thì mình sẽ chờ nó ra trên server này để test nha các bạn. Rồi ngoài ra thì theo mình biết á, là trong cái phiên bản này nó sẽ có một cái hoạt động gì gì đó mà chưa có thông tin cụ thể các bạn ạ. À. Nó sẽ ra trong cái tháng 9 này luôn. Chính xác là ngày 19 tháng 9 nó sẽ ra. Và cái hoạt động nó ở đây. Không biết nó là cái gì. Thì cái này mình sẽ cố gắng tìm hiểu những thông tin và cập nhật đến cho các bạn. Cũng nhìn cũng thú vị các bạn. Cái gì còn 14 ngày 18 giờ 29 phút nữa nó sẽ mở cái này. Không biết nó mở cái gì. Thôi thì mình sẽ chờ nha các bạn. Rồi hy vọng là trong vài ngày tới mình sẽ được trải nghiệm môn phái này và sẽ có một cái bản dịch chi tiết về kỹ năng của cái môn phái thần cơ để thông tin đến cho các bạn về môn phái này. Rồi video của mình đến đây là hết các bạn ạ. Mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu cảm thấy video này hữu ích hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.